chia tay em thấy sao về cuộc đời em? Em cô đơn hay thích hơn đã kể ai xem? Sau chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi em. Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mềm. Chỉ là chút thắc mắc theo anh rối bời. Chỉ là đêm tối xa xa bờ môi. Có lẽ em đã khóc rất nhiều. Có thể anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Điều đó anh chẳng thể biết em mà. Có thể em chẳng khóc chút nào. Có thể em chẳng quan tâm anh ra sao. Điều đó anh chẳng thể biết em mà. Vì giờ mình đã xa. Vì giờ mình đã xa. Vì giờ mình đã xa. Vì giờ mình đã xa.